Nếu bạn có ít tiền mà muốn mua được chiếc kính mạnh như Hubble, thì người ta sẽ nói bạn là tham lam. Khi có nhiều tiền rồi mà lại không có kiến thức, thì khả năng cao bạn lại mua dính đồ dởm, không xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Lúc đó người ta sẽ nói bạn là ngu dốt. Trong trường hợp không có tiền mà vẫn muốn có kính để ngắm. Xin chào tất cả các bạn. Sau một quãng thời gian khá dài, kênh Thư viện Thiên Văn đã cán mốc 100.000 người đăng ký. Đây là một cột mốc đáng nhớ, một niềm vui rất lớn đối với bản thân mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Để tăng thêm niềm vui cho sự kiện lần này, và cũng là để tri ân những khán giả yêu quý của kênh Thư viện Thiên Văn, mình sẽ tổ chức một mini game nho nhỏ cho tất cả mọi người, với phần quà là một chiếc kính thiên văn. Tất nhiên là chỉ có một chiếc duy nhất mà thôi. Nó sẽ dành cho người may mắn nhất. Mình đã suy nghĩ khá nhiều, không biết phải chơi như thế nào cho công bằng nhất, minh bạch nhất và bất cứ ai cũng có cơ hội ngang nhau. Nhiều người đề xuất rằng là một bài thi để trả lời câu hỏi, ai xuất sắc nhất sẽ giành giải. Đây cũng là một ý hay, nhưng lại quá thiệt thòi cho những người có ít kiến thức trong lĩnh vực này. Điều mình muốn là ai cũng có cơ hội ngang nhau, chứ không liên quan gì đến việc bạn có nhiều kiến thức hay không. Tuy nhiên, vẫn có một điều cần lưu ý như sau. Đây là món đồ đòi hỏi cần có một chút kỹ năng để sử dụng. Vì vậy, nó sẽ phù hợp hơn với những người có niềm đam mê và chịu khó học hỏi. Nếu ai đó giành được phần thưởng, thì hãy đầu tư thời gian tìm hiểu thêm để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất. Tránh trường hợp mang về thấy khó nhìn quá lại vứt không một chỗ thì rất lãng phí. Ngay bản thân mình cũng là một người chưa từng có kinh nghiệm sử dụng kính thiên văn và cũng chưa từng sở hữu một chiếc kính nào. Vì thế cũng không có nhiều kiến thức để khuyên mọi người nên lựa chọn loại kính nào hay sử dụng kiểu gì cho hiệu quả. Tuy nhiên, đó không phải lý do khiến chúng ta bỏ lỡ đi một niềm đam mê thú vị như này. Trước khi đi vào phần mini game, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về kính thiên văn nghiệp dư, xem chúng hoạt động như thế nào, ưu nhược điểm của từng loại và cách phân loại chúng ra sao. Khi biết được những kiến thức này rồi, bạn hoàn toàn có thể tự lựa chọn cho bản thân một chiếc kính phù hợp để ngắm trăng, ngắm sao hay ngắm các tinh vân và thiên hà. Về cơ bản, kính thiên văn được chia làm 3 loại: khúc xạ, phản xạ và tổ hợp. Muốn biết được loại nào phù hợp với bản thân mình nhất thì các bạn lại phải xét thêm 3 yếu tố nữa, đó là mục đích quan sát, kiến thức bạn có về bộ môn này, tức là kỹ năng sử dụng kính, cộng thêm các hiểu biết về bầu trời, ví dụ như vị trí các chòm sao, đường xích đạo, đường hoàng đạo, thiên cực bắc, thiên cực nam, vân vân. Và yếu tố cuối cùng rất quan trọng, đó là tiền. Nếu bạn có ít tiền mà muốn mua được chiếc kính mạnh như Hubble, thì người ta sẽ nói bạn là tham lam. Khi có nhiều tiền rồi mà lại không có kiến thức, thì khả năng cao bạn lại mua dính đồ dởm, không xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Lúc đó người ta sẽ nói bạn là ngu dốt. Trong trường hợp không có tiền mà vẫn muốn có kính để ngắm, thì có cái này, chỉ có cái này thôi. Duy nhất một cái dành cho bạn nào may mắn. Có khá nhiều bạn hỏi mình là nên mua loại kính nào, tầm giá bao nhiêu tiền hay mua ở đâu uy tín. Hy vọng sau video này, các bạn sẽ có thêm thông tin để lựa chọn cho mình chiếc kính phù hợp nhất. Đầu tiên, hãy xác định rằng không có bất cứ chiếc kính nào hoàn hảo 100%. Dù bạn mua đắt tiền đến đâu đi nữa thì chắc chắn nó vẫn có điểm yếu nhất định. Một sai lầm khá lớn của những người mới tập làm quen với kính thiên văn đó là thường thích những cái có kích thước to và dài hoặc bị thu hút vào độ phóng đại của kính. Thông thường chúng ta đều nghĩ độ phóng đại càng lớn thì nhìn càng xa và càng rõ, nhưng thực tế thì độ chi tiết và tính ổn định của hình ảnh mới là điều quan trọng nhất. Một hình ảnh nhỏ nhưng rõ nét và ổn định sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều một hình ảnh lớn nhưng mờ mờ rồi còn bị rung lắc nữa thì càng tệ. Khi mới bắt đầu quan sát, hãy dành vài buổi ngắm trăng cho thành thạo, rồi sau đó hãy chuyển qua ngắm sao Hỏa, sao Mộc hay sao Thổ. Khi muốn ngắm các ngôi sao khác, các tinh vân hay các thiên hà ngoài vũ trụ, bắt buộc bạn phải biết vị trí của những đối tượng đó nằm ở đâu, hướng nào có thể quan sát trên bầu trời, và quan sát vào thời gian nào là tốt nhất. Một khi đã nắm được những kiến thức đó, trình độ của bạn sẽ tăng lên, đồng thời bạn cũng muốn nâng cấp chiếc kính của mình lên loại tốt hơn. Vì vậy, việc xác định mục đích ngắm sẽ quyết định bạn phù hợp với loại kính nào. Đa số chúng ta đều chỉ ngắm chơi chơi cho biết, chứ không muốn đi vào chuyên sâu,
Do đó, không nhất thiết phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua những loại kính đắt đỏ. Nhất là khi mua về rồi, lại thất vọng với kết quả thu được thì càng thêm bực tức. Trong giai đoạn mới bắt đầu, đa số người quan sát sẽ mua kính phản xạ với mục đích ngắm chơi chơi cho biết. Lý do mua kính thường là thấy ống kính to, có độ phóng đại lớn và giá thành khá hợp lý. Đến giai đoạn tiếp theo, khi trở thành người quan sát nghiệp dư, đa số sẽ chuyển qua kính khúc xạ. Tiếp đến những giai đoạn sau, khi mà người quan sát có kinh nghiệm và kiến thức về bộ môn này, người ta sẽ tiếp tục lựa chọn kính khúc xạ với các loại có chất lượng tốt hơn. Khi đã thực sự thành thạo hoặc trở thành nhà nghiên cứu, thì bạn có thể kết hợp cả hai loại kính khúc xạ và phản xạ để phục vụ cho công việc của mình. Xét về cấu tạo và ưu nhược điểm. Đối với kính khúc xạ, nó được cấu tạo rất đơn giản với một vật kính đằng trước đón ánh sáng và một thị kính đằng sau để quan sát. Vật kính là một thấu kính hội tụ, có nhiệm vụ gom ánh sáng tại một điểm. Khoảng cách từ điểm này đến vật kính được gọi là tiêu cự. Vật kính có tiêu cự lớn, còn thị kính có tiêu cự nhỏ hơn. Độ phóng đại của kính được tính theo công thức G bằng F1 chia cho F2. Kính khúc xạ thường mang lại hình ảnh sắc nét và sáng hơn so với kính phản xạ cùng loại. Nếu vật kính càng lớn, ánh sáng nhận được càng nhiều, hình ảnh quan sát được cũng rõ nét hơn. Kính thuộc loại dễ sử dụng và vận chuyển, bền bỉ với thời gian, gần như không cần phải bảo dưỡng hay sửa chữa gì nhiều. Nhược điểm là giá thành cao hơn so với kính phản xạ cùng loại. Hình ảnh quan sát được thường có hiện tượng sắc sai cao. Đây là hiện tượng rất thường gặp trong vật lý. Khi ánh sáng đi qua một lăng kính, nó sẽ bị biến thiên thành các màu sắc khác nhau. Thấu kính càng chất lượng, sắc sai càng ít. Đối với kính thiên văn phản xạ, nó có cấu tạo bao gồm một gương lõm phản xạ ánh sáng, một gương phẳng phản xạ hoặc một lăng kính loại nhỏ và một thị kính để quan sát. Ưu điểm của nó là thường có đường kính lớn và thu được nhiều ánh sáng, có độ phóng đại lớn, khử sắc sai tốt và giá cả hợp lý. Nếu gương phản xạ chính là loại tốt thì hình ảnh thu được cũng rõ nét chẳng kém gì kính khúc xạ. Kính thiên văn Hubble cũng được cấu tạo dưới dạng phản xạ. Nhược điểm là khá cồng kềnh. Trong quá trình sử dụng, gương phản xạ thường hay bị xuống cấp, làm chất lượng hình ảnh giảm xuống. Khi quan sát, cần để kính có nhiệt độ đồng nhất với môi trường xung quanh. Nếu so sánh hình ảnh với kính khúc xạ cùng loại thì thường không sắc nét bằng. Loại cuối cùng là kính thiên văn tổ hợp. Đây là sự kết hợp của cả hai loại phản xạ và khúc xạ. Vì vậy, nó hội tụ nhiều ưu điểm của cả hai loại, nhưng tất nhiên giá thành cũng đắt đỏ hơn. Đó là một số thông tin tóm tắt về các loại kính thiên văn thông dụng. Mong rằng các bạn sẽ đưa ra được sự lựa chọn sáng suốt để theo đuổi đam mê. Tất nhiên, một khi đã bắt đầu quan tâm và nghiên cứu một lĩnh vực mới, ai cũng phải làm quen và bỏ thời gian ra để tìm hiểu dần dần. Đối với lĩnh vực này thì bạn cần phải có thêm cả chuyên môn và sự kiên trì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mini game. Chiếc kính trong mini game này thuộc loại kính khúc xạ, có đường kính vật kính rộng 70mm. Mình mua ở bên thegioithienvan.com với giá trị 1.900.000 đồng. Ngoài ra còn có thêm một giá đỡ điện thoại trị giá 180k. Để có thể giành được giải thưởng, xin hãy chú ý những thông tin sau đây. Thời gian tham gia mini game sẽ kéo dài từ khi mình xuất bản video này đến 23:59 ngày 17 tháng 5 năm 2021. Trong quãng thời gian đó, bạn hãy comment dự đoán kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào ngày 18 tháng 5 năm 2021. Hãy comment 3 số cuối của kết quả. Ai trùng khớp hoặc gần sát nhất với kết quả thực tế sẽ giành giải thưởng. Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều bạn dự đoán giống nhau thì người comment sớm nhất sẽ giành giải. Cú pháp comment bao gồm số dự đoán cộng với email liên hệ hoặc số điện thoại cá nhân. Mỗi người chỉ được comment một lần ở dưới video này. Mọi comment ở nơi khác đều không được tính. Nếu muốn thay đổi số dự đoán thì hãy xóa comment cũ trước khi comment lại bằng số khác. Ai comment 2 lần sẽ không được tính. Những comment đã qua trình sửa hay quá thời gian quy định cũng không được tính. Sau khi mini game kết thúc, mình sẽ kiểm tra toàn bộ comment và liên hệ với người trúng giải. Phần thưởng sẽ được gửi sau đó từ 2 đến 5 ngày, tất nhiên là miễn phí 100%. Chúc mọi người may mắn!